bất động sản tạo ra giá trị gì? Bất động sản tạo ra nhiều giá trị khác nhau, bao gồm 1. Giá trị đầu tư. Bất động sản thường được coi là một tài sản đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận cao. Giá trị của bất động sản thường tăng theo thời gian, do đó các nhà đầu tư có thể kiếm được tiền khi bán bất động sản của họ với giá cao hơn giá họ đã mua. 2. Giá trị sinh lời. Bất động sản có thể tạo ra thu nhập cho chủ sở hữu thông qua việc cho thuê. Lợi nhuận từ việc cho thuê có thể là một nguồn thu nhập ổn định và có thể giúp chủ sở hữu bù đắp chi phí sở hữu bất động sản. 3. Giá trị bảo vệ. Bất động sản có thể giúp bảo vệ chủ sở hữu khỏi lạm phát. Khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng, giá trị của bất động sản cũng tăng theo. Điều này có nghĩa là giá trị thực của bất động sản sẽ không thay đổi, ngay cả khi giá trị danh nghĩa của nó giảm. 4. Giá trị an toàn. Bất động sản được coi là một tài sản an toàn vì nó có nhu cầu cao và cung cấp ít rủi ro. Nhu cầu về nhà ở luôn cao, do đó các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng họ sẽ có thể bán bất động sản của mình với giá cao. Ngoài ra, bất động sản ít có khả năng bị mất giá trị như các loại tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu. 5. Giá trị tinh thần. Bất động sản có thể mang lại giá trị tinh thần cho chủ sở hữu. Một ngôi nhà có thể là một nơi an toàn và thoải mái để sống, và nó cũng có thể là một nơi để chủ sở hữu xây dựng các mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Nhìn chung, bất động sản là một tài sản có giá trị mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài sản đầu tư an toàn, mang lại lợi nhuận cao và có giá trị tinh thần, thì bất động sản là một lựa chọn tuyệt vời.